những phụ âm sát fricative consonants, những phụ âm sát từ hai website nổi tiếng và từ Rachel, fricative consonants uiwa.edu, pronunciation.com and Rachel. Trong phần này chúng ta sẽ học cách làm thế nào để phát âm những phụ âm sát từ hai website nổi tiếng và từ Rachel phát âm tiếng Anh giọng Mỹ. In this part, we will learn how to pronounce fricative consonants from uiwa.edu, pronunciation.com and Rachel, American English Pronunciation. Một phụ âm sát là một phụ âm được tạo ra bằng cách đẩy luồng hơi thở qua một sự co khít được tạo bởi các cơ quan phát âm trong đường thanh âm. Âm là âm vô thanh, tức không kêu, và âm là âm hữu thanh, tức âm kêu. Để phát âm âm, fa fa, viền trong của môi dưới tiếp xúc với răng trên để tạo ra một sự co khít. Vị trí lưỡi có thể biến đổi phụ thuộc vào ngữ cảnh, ngữ âm. Hai nắp thanh âm được duỗi ra. Cổng velopharyngeal bị đóng. Không khí được đẩy qua sự co khít răng trên môi dưới, tạo ra sự nhiễu ma sát, nghe thấy rõ. Để phát âm âm, và bạn làm y chang luôn như khi bạn phát âm âm. Tuy nhiên có một điểm khác nhau là đối với âm, hai nắp thanh âm được khép lại và rung động bởi vì nó là âm hữu thanh, tức âm kêu. Trong khi đối với âm, hai nắp thanh âm được duỗi ra bởi vì nó là âm vô thanh, tức không kêu. Làm thế nào để phát âm âm? Âm thì không kêu, hai nắp thanh âm không rung động trong suốt quá trình tạo âm. Và nó là bản sao của âm kêu. Để tạo ra âm, hàm được giữ gần như đóng lại. Mặt sau ở bên trên của môi dưới được ấn nhẹ vào phần dưới của răng trên. Không khí được đẩy ra khỏi miệng giữa răng trên và mặt sau ở bên trên của môi dưới. Âm này là một phụ âm liên tục, nghĩa là nó nên có khả năng được tạo ra trong một vài giây với cách phát âm mềm mại, đều đều trong suốt khoảng thời gian tạo âm. Đôi môi được giữ hầu như được thả lỏng trong quá trình tạo âm. Một lỗi phổ biến mà sinh viên học tiếng Anh có là tạo ra quá nhiều âm này bằng cách làm cong môi dưới dưới răng trên. Điều này tạo ra những vấn đề
khi nối những âm khác tới và từ âm. Để phát âm âm thì bạn làm y chang luôn như là khi bạn phát âm âm. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là âm thì kêu, tức là hai nắp thanh âm rung động trong suốt quá trình tạo âm. Âm là âm vô thanh, tức không kêu, và âm là âm hữu thanh, tức âm kêu. Để phát âm âm đầu lưỡi được đem về phía trước ngay bên dưới răng trên, hay vào trong một sự tiếp xúc nhẹ với đằng sau của răng trên để tạo ra một sự co khít giữa đầu lưỡi và răng trên. Hình dạng môi có thể biến đổi phụ thuộc vào ngữ cảnh, ngữ âm. Hai nắp thanh âm được duỗi ra, cổng velopharyngeal bị đóng. Không khí bị đẩy giữa bề mặt lưỡi và bờ rìa của răng trên, hay bề mặt bên trong của răng, tạo ra sự nhiễu ma sát nghe thấy rõ. Để phát âm âm the, bạn làm y chang như khi bạn phát âm âm. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là đối với âm, hai nắp thanh âm được khép lại và rung động bởi vì nó là âm hữu thanh, tức âm kêu. Trong khi đối với âm, hai nắp thanh âm được duỗi ra bởi vì nó là âm vô thanh, tức không kêu. Làm thế nào để phát âm âm và với sự ngoại lệ của bị kêu hay không kêu, âm kêu và âm không kêu gần như giống hệt. Đầu lưỡi được đặt đằng sau răng trên trước. Sự ma sát xuất hiện giữa đầu lưỡi và răng trên trước. Sự ma sát tinh vi cũng có thể xuất hiện giữa phần đầu của phần trước lưỡi và lằn lợn. Đôi môi được giữ thả lỏng trong quá trình tạo âm này. Một phương pháp thay thế của việc tạo âm thở là đặt đầu lưỡi giữa răng trước, trên và dưới. Trong khi phương pháp này sẽ tạo ra âm chính xác, nó thường tạo ra những sự khó khăn trong việc chuyển tiếp tới và từ những âm khác. Điều này là bởi vì lưỡi cần nhô xa về phía trước quá nhiều khi ở giữa răng trước, khi được so sánh với
đằng sau, răng trên trước. Những âm này là những phụ âm liên tục, nghĩa là chúng nên có khả năng được giữ trong một vài giây. Với cách phát âm mềm mại và đều đều trong suốt khoảng thời gian tạo âm. Bởi vì những âm này là những âm sát, phần lớn âm thanh đến từ sự ma sát của không khí đi qua một khe hở nhỏ trong đường thanh âm. Âm. Là âm vô thanh, tức không kêu, và âm. Z z Là âm hữu thanh, tức âm kêu. Để phát âm âm. Đầu lưỡi và lưỡi của lưỡi được nâng lên vào trong một sự tiếp xúc với vỏ miệng cứng để một đường rãnh giữa hẹp mở. Đầu lưỡi có thể được nâng lên hay hạ thấp xuống đằng sau răng trên. Hình dạng môi có thể biến đổi phụ thuộc vào ngữ cảnh ngữ âm. Hai nắp thanh âm được duỗi ra. Cổng velopharyngeal bị đóng. Không khí bị đẩy dưới áp lực dọc theo đường rãnh, tạo ra sự nhiễu ma sát nghe thấy rõ. Và để phát âm cái âm Z z thì bạn làm y chang luôn như là khi bạn phát âm cái âm. Tuy nhiên có một điểm khác nhau là để phát âm cái âm hai nắp thanh âm thì phải được khép lại và rung động, bởi vì đây là âm hữu thanh, tức âm kêu. Còn đối với âm hai nắp thanh âm được duỗi ra và không rung động, bởi vì nó là âm vô thanh, tức âm không kêu. Làm thế nào để phát âm 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 thì không kêu? Hai nắp thanh âm không rung động trong suốt quá trình tạo âm và là bản sao của âm kêu. Để tạo ra âm, phần đằng trước lưỡi được đặt gần với lằn lợn. Đầu lưỡi nên gần với mặt sau trên của răng trên trước. Lưỡi được giữ căng khi không khí được đẩy giữa một đường rãnh nhỏ dọc theo trung tâm của đầu lưỡi và phần đằng trước của lằn lợn. Hai cạnh trước của lưỡi đụng vào cạnh răng về phía trước miệng. Đôi môi được giữ hơi căng một chút trong quá trình tạo âm. Âm này là một phụ âm liên tục, nghĩa là nó nên có khả năng được tạo ra trong một vài giây với cách phát âm mềm mại
và đều đều trong suốt quá trình tạo âm. Để phát âm âm Z. Z. thì bạn làm y chang luôn. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là đối với âm Z. Z. thì hai nắp thanh âm phải rung động trong suốt quá trình tạo âm, bởi vì âm Z. là âm kêu. The S and Z consonant sounds. These two sounds are paired together because they take the same mouth position. S is unvoiced, meaning only air passes through the mouth, and Z is voiced, meaning you make a sound with the vocal cords. To make this sound, the lips part and the corners pull back while the teeth themselves lightly touch. Z. The tip of the tongue is down, lightly touching behind the bottom front teeth. While further back, the top of the tongue raises and actually touches the roof of the mouth. About here. The tongue touches on either side of the roof of the mouth, but down the middle there is a passage where it's not touching. This is where the air comes. Âm là âm vô thanh, tức không kêu, và âm Z. Z. là âm hữu thanh, tức âm kêu. Để phát âm âm đầu và lưỡi của lưỡi được nhấc vào trong một sự tiếp xúc với hai cạnh của vòm miệng và răng để một đường rãnh giữa được giát phẳng dọc theo bề mặt trên của lưỡi. Đôi môi có thể được làm tròn một chút và chu ra, nhưng mức độ đó biến đổi với ngữ cảnh ngữ âm. Hai nắp thanh âm được duỗi ra. Cổng velopharyngeal bị đóng. Không khí bị đẩy dưới áp lực dọc theo đường rãnh giữa được làm phẳng và ngang qua răng, tạo ra sự nhiễu ma sát nghe thấy rõ. Để phát âm âm Z. Z. thì bạn làm y chang luôn. Tuy nhiên, có một điểm khác nhau là để tạo ra âm Z. thì hai nắp thanh âm phải khép lại và rung động, bởi vì nó là âm hữu thanh, tức âm kêu. Trong khi đó, để phát âm âm thì hai nắp thanh âm phải duỗi ra nhưng không rung động, bởi vì nó là âm vô thanh, tức không kêu. Làm thế nào để phát âm âm? Âm thì không kêu, hai nắp thanh âm không rung động trong suốt quá trình tạo âm, và nó là bản sao của âm. Z. Z. Kêu. Để tạo ra âm, không khí được đẩy giữa một đường rãnh rộng trong phần trung tâm của đằng trước lưỡi và phần đằng sau của lằn lợi. Hai cạnh lưỡi có thể đụng cạnh răng. Đôi môi được giữ hơi căng và có thể chu ra một chút trong suốt quá trình tạo âm. Âm này là một phụ âm liên tục
nghĩa là nó nên có khả năng được tạo ra trong một vài giây với cách phát âm mềm mại và đều đều trong suốt khoảng thời gian tạo âm. Để phát âm âm Z Z thì bạn làm y chang luôn như là khi bạn phát âm cái âm sh. Tuy nhiên có một điểm khác nhau là để phát âm cái âm Z thì hai nắp thanh âm rung động trong suốt quá trình tạo âm, bởi vì âm Z là âm kêu. The sh and zh consonant sounds. These two sounds are paired together because they take the same mouth position. Sh is unvoiced, meaning only air passes through the mouth, and zh is voiced, meaning you make sound with your vocal cords. To make this sound, the teeth come together, the corners of the lips come in, and the rest of the lips flare. Sh, zh. The tongue raises a bit in the middle. It doesn't touch the roof of the mouth, but it does press against the inside corner of the top teeth. Sh, zh. The front part of the tongue comes down, but it's far enough back that it's not touching anything in the mouth. Sh, zh. Âm là âm vô thanh, tức không kêu. Để phát âm âm Ha. Ha. hai nắp thanh âm được khép lại một phần để tạo một đường không khí hẹp. Hình dạng lưỡi và môi biến đổi phụ thuộc vào ngữ cảnh ngữ âm. Cổng velopharyngeal bị đóng. Không khí được đẩy dưới áp lực qua thanh quản hẹp, tạo ra sự nhiễu ma sát nghe thấy rõ. Làm thế nào để phát âm âm? Âm thì không kêu. Hai nắp thanh âm không rung động trong quá trình tạo âm này. Để tạo âm, phần sâu đằng sau lưỡi co thắt một chút trong cuống họng. Phần trên trước của lưỡi cũng như đôi môi sẽ thường di chuyển vào trong hình dạng của những âm xung quanh vào cùng thời điểm khi âm H được tạo ra. Một lỗi phổ biến mà sinh viên tiếng Anh có là tạo ra quá nhiều âm này bằng cách co thắt lưỡi quá nhiều trong cuống họng hay bằng cách kêu âm này. Những phụ âm sát tóm tắt bởi Henry. Fricative consonants summary by Henry. Trong phần này, Henry sẽ tóm tắt kiến thức về cách làm thế nào để phát âm những phụ âm sát mà chúng ta đã học từ hai website nổi tiếng và từ Rachel. In this part, Henry will summarize knowledge of how to pronounce fricative consonants that we learned from uiwa.edu, pronunciation.com and Rachel. Các bạn chú ý là phụ âm sát là phụ âm được tạo ra bằng cách đẩy luồng hơi thở qua một sự co khít được tạo bởi các cơ quan phát âm trong đường thanh âm. Các bạn chú ý là âm là một âm vô thanh, tức không kêu, và âm là một âm hữu thanh, tức âm kêu. Và giả sử đây là cái răng trên của mình,
thì đây là cái phần đáy của cái răng trên, và giả sử đây là cái môi dưới của mình, thì cái môi dưới của mình nó có phần ngoài của môi dưới, phần giữa của môi dưới và phần bên trong của môi dưới. Thì để phát âm cái âm, cái phần đáy của răng trên của bạn phải đụng vào phần bên trong của môi dưới, và bạn cũng không đụng vào phần giữa của môi dưới hay là phần ngoài của môi dưới, mà bạn đụng vào phần bên trong của môi dưới như thế này, và bạn chỉ đụng rất là nhẹ, và bạn làm như vậy để sau đó bạn sẽ đẩy cái luồng không khí từ trong miệng của mình đi qua cái phần đáy của răng dưới và phần bên trong của môi dưới. Và khi bạn đẩy không khí đi đi qua cái khe đó thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng ma sát. Tiếng ma sát. Và bạn chú ý là âm là một phụ âm liên tục, tức là khi bạn phát âm nó thì bạn phải kéo dài nó khoảng một vài giây, vì bạn phải làm như vậy để cho người ta có thể nghe nghe được cái âm đó, và nếu mà bạn không có kéo dài nó khoảng một vài giây thì người nghe người ta có thể không nghe được cái âm đó. Và để phát âm cái âm thì bạn làm y chang luôn như là khi bạn làm với âm. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là khi bạn phát âm cái âm thì bạn là phải rung thanh quản, tức là hai nắp thanh âm của bạn phải khép lại và rung động, trong khi đối với âm thì hai nắp thanh âm của bạn chỉ duỗi ra thôi mà không có rung động. Các bạn chú ý là âm là một âm vô thanh, tức không kêu, và âm là một âm hữu thanh, tức âm kêu. Và giả sử đây là cái bàn tay của mình, và cái bàn tay này tượng trưng cho cái lưỡi của mình, thì đây là cái phần đầu lưỡi. Và giả sử đây là cái phần răng trên của mình, và đây là cái phần đáy của cái răng trên. Thì để phát âm cái âm, bạn sẽ phải đặt cái phần đáy của răng trên, đặt nhẹ cái phần đáy của răng trên lên trên cái đầu lưỡi của bạn như thế này, và bạn không có để cái phần đầu lưỡi của bạn nó ra ngoài quá nhiều như thế này, mà chỉ cần để một chút xíu thôi, để một tí xíu cái phần đầu lưỡi, một tí xíu phần đầu lưỡi đặt dưới cái phần đáy của răng trên như thế này, và bạn không có đặt quá chặt, tức là bạn chỉ cần đặt cái đáy của răng trên của bạn lên cái đầu lưỡi của bạn một cách rất là nhẹ. Bạn đặt nhẹ cái phần đáy của răng trên của bạn lên trên cái đầu lưỡi của bạn. Và nếu bạn không thích làm như này thì bạn cũng có thể đặt cái phần đầu lưỡi của bạn vào cái mặt sau của cái răng trên như thế này thì cũng được. Và sau đó bạn sẽ phải đưa khí từ trong miệng ra. Và khi mà khí từ trong miệng nó ra thì khí nó sẽ chạy dọc theo cái bề mặt của lưỡi và cái phần đáy của răng trên như thế này. Nếu như bạn đặt lưỡi như thế này, nếu mà bạn đặt lưỡi như thế này thì khí nó sẽ chạy dọc theo cái bề mặt của lưỡi và cái mặt bên trong của răng trên như thế này. Và khi bạn đưa khí ra như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng ma sát. Và bạn cũng nhớ rằng cái âm là một cái âm vô thanh, do đó bạn sẽ không rung thanh quản. Và một điểm khác bạn cũng cần chú ý là bởi vì cái âm là một phụ âm liên tục,
Do đó, bạn nên phát âm nó kéo dài khoảng chừng một vài giây để cho người nghe, người ta có thể nghe thấy được cái âm này. Nếu mà bạn phát âm quá nhanh hoặc là quá ngắn thì người nghe, người ta có thể không nghe thấy được cái âm này. Thì đó là điều không tốt. Và bạn chú ý là để phát âm cái âm thì bạn làm y chang luôn như là khi bạn phát âm cái âm. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là để phát âm cái âm thì thanh quản bạn phải rung động, tức là hai nắp thanh âm của bạn ở đây sẽ phải khép lại và rung động, bởi vì âm này là âm hữu thanh, tức âm kêu, trong khi âm là âm vô thanh, tức không kêu. Các bạn chú ý là âm là một âm vô thanh, tức không kêu, và âm là một âm hữu thanh, tức âm kêu. Giả sử đây là cái lưỡi của mình, và đây là cái phần đầu lưỡi, đây là cái phần lưỡi của lưỡi, thân blade, và đây là phần đằng trước lưỡi, đây là phần đằng giữa lưỡi, và đây là phần đằng sau lưỡi. Giả sử đây là cái răng trên của mình, ngay sau răng trên của mình đó là cái lằn lợi ở đây. Đây là cái răng trên của mình, đây là mặt sau của răng trên, đây là đáy của răng trên, và đây là cái lằn lợi. Và giả sử đây là cái răng dưới của mình thì đây là cái phần đằng sau của răng dưới của mình. Để phát âm cái âm thì là thứ nhất là môi bạn phải hơi xòe ra và hơi căng một chút thôi, như thế này. Và điều thứ hai là bạn sẽ phải đặt cái đầu lưỡi của bạn hoặc là ở mặt sau của răng trên, hoặc là ở đằng sau của răng dưới như thế này, hoặc để mặt sau của răng trên như thế này, hoặc là để ở mặt sau của răng dưới như thế này. Và cái phần lưỡi của bạn đó, phần lưỡi của lưỡi, đây là phần lưỡi của bạn, thì nó nằm gần với lại cái lằn lợi như thế này. Và bạn cũng chú ý là hai cạnh lưỡi của bạn có thể đụng vào hai cạnh cạnh của răng trên. Bạn chú ý ở đây, răng trên đây nó có phần cạnh của răng trên ở đây và cạnh của răng trên ở đây, thì hai cạnh lưỡi của bạn có thể đụng vào hai cạnh của răng trên. Và sau đó bạn sẽ đưa khí từ trong miệng bạn ra, thì khí từ trong miệng bạn ra nó sẽ chạy giữa cái phần trung tâm của cái đầu lưỡi là ở đây với lại cái phần đằng trước của lằn lợi. Nó sẽ chạy khí, bạn sẽ đẩy khí từ trong miệng ra và khí nó sẽ chạy qua cái phần giữa của đầu lưỡi và phần đằng trước của lằn lợi như thế này. Và khi bạn đẩy khí như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng ma sát. Và bạn cũng chú ý là đây là một cái âm vô thanh, do đó bạn sẽ không rung thanh quản, tức là hai nắp thanh âm chỉ duỗi ra thôi nhưng mà không rung động. Và bạn chú ý là bởi vì âm là một phụ âm liên tục, do đó bạn phải phát âm nó trong vòng một vài giây để người nghe, người ta có thể nghe được cái âm này. Bởi vì nếu như mà bạn phát âm nó quá nhanh hoặc quá ngắn thì người nghe, người ta có thể không nghe được cái âm này. Để phát âm cái âm thì bạn làm y chang luôn như là khi bạn phát âm cái âm. Tuy nhiên lúc này bạn phải rung cái thanh quản, bởi vì đây là âm hữu thanh, tức âm kêu, tức là cái thanh quản của bạn phải khép lại và rung động. Các bạn chú ý là âm là một âm vô thanh, tức không kêu, và âm là một âm hữu thanh, tức âm kêu. Giả sử đây là cái lưỡi của mình thì đây là cái phần đầu lưỡi,
Đây là cái phần lưỡi của lưỡi. Đây là phần đằng trước lưỡi, đây là phần đằng giữa lưỡi và đây là phần đằng sau lưỡi. Và đây là hai cạnh của lưỡi ở phía sau lưỡi. Thì giả sử đây là cái vòm miệng của mình, thì đây là cái răng trên của mình. À, và cái răng trên này nó cũng có răng cạnh trên ở nó ở hai bên đây. À, đây là răng cạnh trên ở phía phía đằng sau miệng. À, thì ngay sau phần răng trên đó là cái phần lằn lợi, và ngay sau lằn lợi nó là cái vòm miệng cứng, và ngay sau cái vòm miệng cứng đó là cái vòm miệng mềm. À, để phát âm cái âm thì điều đầu tiên bạn cần làm là cái miệng bạn phải chu ra như thế này. À, và điều thứ hai là cái phần đằng giữa lưỡi của bạn sẽ phải nâng lên, nhưng nó sẽ không đụng vào cái vòm miệng. Tuy nhiên, hai cái cạnh lưỡi của bạn về phía sau lưỡi của bạn nó sẽ có thể đụng vào hai cái cạnh răng trên về về phía sau vòm miệng như thế này. Hai cạnh răng trên đây, hai cạnh lưỡi của bạn đây có thể đụng vào hai cạnh răng trên như thế này. Và cái phần lưỡi của lưỡi và phần đầu lưỡi sẽ có khuynh hướng là cụp xuống như thế này. Tuy nhiên cái phần đầu lưỡi nó sẽ không đụng vào cái gì cả mà nó treo lơ lửng như thế này. Nó sẽ không đụng vào cái phần đằng sau của răng dưới, hay là đụng vào bất cứ vào cái phần gì mà nó chỉ treo lơ lửng như thế này. À, và bạn sẽ đẩy không khí từ trong miệng bạn ra. Và khi không khí từ trong miệng bạn ra thì nó sẽ đi đi qua giữa cái bề mặt của lưỡi và cái phần lằn lợi, thì đây người ta gọi là cái rãnh rộng. Và khi bạn làm như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái tiếng ma sát như thế này. Và chú ý là cái âm là một cái âm vô thanh, tức là bạn sẽ không rung thanh quản khi bạn phát âm cái âm này. Và một điểm khác bạn cũng cần chú ý là bởi vì đây là một cái phụ âm liên tục, do đó khi phát âm thì bạn nên phát âm nó kéo dài khoảng chừng một vài giây để người nghe, người ta có thể nghe thấy rõ được cái âm này. Còn nếu như bạn phát âm quá nhanh hoặc quá ngắn thì người nghe người ta có thể không nghe thấy được cái âm này. Và để phát âm cái âm bạn làm y chang luôn như khi bạn phát âm cái âm. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là khi bạn phát âm cái âm thì thanh quản bạn phải rung động, tức là hai nắp thanh âm của bạn phải khép lại và rung động, bởi vì đây là âm hũ thanh, tức là âm kêu. Các bạn chú ý âm là một âm vô thanh, tức không kêu. Thì giả sử đây là cái lưỡi của mình, thì đây là đầu lưỡi, đây là phần lưỡi của lưỡi, đây là phần đằng trước lưỡi, đằng giữa lưỡi, đằng sau lưỡi, và đây là gốc lưỡi. Thì để phát âm cái âm, cái phần đằng gốc lưỡi của bạn có thể co khít lại một chút xíu thôi, và bạn sẽ thả khí từ trong miệng bạn ra. Và bạn chú ý là cái lưỡi của bạn, cái môi của bạn, cái miệng của bạn sẽ phụ thuộc vào những cái âm mà xung quanh cái âm H này. Do đó bạn sẽ không cần quan tâm những cái cơ quan phẩm đó.